em nghèo ở cái nhà trọ mà chỉ có 1 triệu thôi. Nhưng mà em không hiểu sao em không có tiền, nhưng mà trong người em luôn cảm giác là mình sẽ rất là giàu có. Mình đi mua nhà anh, ông nói trời ơi tiền ăn còn có, phải đi hàng tháng phải đi quẹt thẻ tín dụng á. Em cưới tụi em cũng không có tiền, vợ chồng em phải đi đặt nhà hàng là phải quẹt thẻ tín dụng, sau đó đặt thùng tiền mà thanh toán ngay từ từ mới giả đó là cũng hết luôn. Thì mà cưới nhau về thì nằm trong phòng trọ, ok bây giờ phải đi mua nhà, thì em mới kêu là thôi đừng có nói chuyện khùng điên nữa. Nên là cổ hay kêu lắm, nhức đầu lắm. Bây giờ làm sao mà bây giờ em làm sao mà có thu nhập ổn định, anh ổn định, và mình thuê cái phòng trọ khỡ 3-4 triệu nó có cái máy lạnh đi, chứ bây giờ phòng trọ là 1 triệu nó nóng quá chịu không nổi. Cổ kêu là bây giờ anh qua ngân hàng anh hỏi đi anh được vay bao nhiêu, tối đa là bao nhiêu. Thì anh về anh nói với em. Thôi cổ nói vậy thì em cũng qua ngân hàng em làm thông tin này nghe kia thì đó. Em về em nói là vay được là 500 triệu đó. Thì về cái là cổ mới kêu là được rồi để em đi tìm nhà. Thôi kệ bà khùng điên thì bà làm gì bà làm, thì em cứ đi làm, anh qua anh coi giùm em đi, anh kiểm tra, bởi vì em làm ngân hàng thì em sẽ rất là rành về pháp lý. Thấy ok hết, nhưng mà cái nhà này tới 720 triệu lận, thì bây giờ vay 500 thì tiền nó mua, em kêu về bỏ cuộc, em kêu đừng có làm mất thời gian nữa, em quá lãng phí thời gian đi. Nhưng mà cổ rất là cố chấp. Em đi em phải dùng từ cố chấp mà tự tin vào bản thân. Học tới giờ phút này thì em luôn luôn tin tưởng cổ. Lúc đó em đang nói cái cảm xúc lúc đó khùng khùng điên điên vậy đó. Đúng rồi, cứ nói chuyện khùng khùng điên điên cho mới cưới nhau được có mấy tháng chứ mấy, thì em vẫn chưa gọi là thuyết phục hoàn toàn. Thì hôm đó là ngày thứ tư, cổ hay dặn em á làm việc gì quan trọng nên ngày thứ tư và ngày thứ bảy. Thì hôm đó là thứ tư là chiều em đi làm về là khoảng 6 giờ tối á, thì cổ mới đứng dưới cửa phòng trọ, kêu em quay đầu xe đi qua cái nhà đó. Em mới kêu là đi vô đi, quá mệt rồi, trời đang mưa nữa. Kêu bây giờ muốn ở trọ hay muốn có nhà? Em kêu đương nhiên muốn có nhà rồi. Ok quay xe đi. Em cũng chở cổ qua cái nhà đó ở bên quận 8 á. Thì qua bên đó thì cũng hẹn chủ, lúc đó tụi em tới nơi là 7 giờ rưỡi. Thì đâu đó 8 giờ vợ chồng chủ nhà mới đến. Thì mới vô ngồi thuyết phục miết, thì anh chị đó anh kêu là chốt cho vợ chồng em từ 720 giảm xuống còn 650 vì thấy quá tội. Thì cũng sát giá quá rồi, nhưng mà bây giờ 150 kia ở đâu? Không có đâu đó, không có cách nào mà vậy. Xong cổ mới ngồi cổ tiếp tục thuyết phục, ok bây giờ em nói thật lòng với anh tụi em có đúng 500. Đầu là cổ mới dùng năng lực đặc biệt xem cho gia đình nhà ảnh, rồi ảnh mới nhờ là hôm sau sẽ qua nghĩ giùm nhà ảnh bên quận 5 á. Nói chung là gia đình ảnh giàu, thì ảnh đang cái ok chốt cho hai đứa 500. Khi mà vô cái nhà đầu tiên nó ở thì cái đêm đầu tiên ngủ á, cổ nói với em nè, mình vợ chồng mình chỉ ở nhà này 2 năm thôi, 2 năm sau vợ chồng mình sẽ chuyển qua quận 7 nhà bự hơn. Em kêu anh xin em đừng có phán nữa. Cùng cùng anh hài lòng quá rồi, không một ai dễ dàng mua được cái nhà sai lòng này đâu em ơi. Bây giờ yên ổn đi. Mà lúc đó là vô nhà ở xong thì em cũng chuyển qua công tác ở ngân hàng mới, lương gấp đôi ngân hàng cũ. Mà đúng 2 năm sau em chuyển qua nhà quận 7 bự hơn. Ôi, như vậy là từ nghèo khó. Chúc mừng hai vợ chồng em. Rồi bây giờ tới cái phần kia đi, phần hôn nhân đi. Có những cái mà gọi là mình cũng bị hết hồn. Cái hết hồn của em với cô này là gì? Theo em định nghĩa thì là, mà cổ không, cổ kêu em không được nói cái từ đó. Nói đi. Là cái gì? Cổ dạ, cho nói xử đó. Em á, cổ ghen. Còn cổ định nghĩa đó không phải là ghen, đó là cảnh báo. Cô nào cũng có cảnh báo tới mức độ em, ví dụ em nói, em coi cái phim hài trên mạng sao là cái vợ chồng em đó y xì vậy luôn. Em đang ngồi trên xe đi, thế là các bạn điện cho em thì em kêu alo anh nghe này Hoa, là cái tay em là đen thui với cổ rồi, cổ ngồi sát bên cổ nhéo là đen thui cái tay luôn. Alo được rồi, tại sao alo anh nghe nè rồi còn Hoa nữa ở sao mà ngọt ngào như vậy là cũng quá mình đó, không phải ghen mà là cảnh báo trước cái cô đó, cảnh báo là vậy. Cái bắp này nó đen thui rồi đó. Rồi còn cái gì nữa? Rất là không có trau chuốt bản thân, như mấy cô gái khác á sẽ là son môi đánh phấn làm tóc làm tay, cổ không, cổ là cứ đi ra ngoài đường là một cái khẩu trang y tế mỏng manh bịt cái mặt là xong, không có bao tay bao chân ninja vậy đó, cứ phơi ra vậy đó. Em khuyên hoài mà cũng vậy à, để tóc ngoài nắng mà nó cháy hết luôn. Rồi bây giờ em có mong muốn cô ấy thay đổi điều gì không? Mong muốn thay đổi bớt nóng tính lại một chút, mình suy nghĩ xíu. Em nói với anh rồi mà, khi mà em nóng tính anh chỉ cần nói là anh sai, anh biết rồi anh sẽ thay đổi là hết câu chuyện. Em chỉ điểm cho anh là với người như em, anh chỉ cần làm vậy thôi, em đâu đòi hỏi gì nhiều đâu. Nhưng mà anh không làm được, bởi vì anh không ghi nhớ. Rồi còn một vài trường hợp á, là khi mà ổng kêu em ghen á, em nói ok thì em sẽ thả nó trôi theo thuận theo tự nhiên. Có một cái sự việc xảy ra khi mà em thả theo tự nhiên là chứng minh cho ảnh thấy rằng cái cô đó rất là kỳ cục. Một người mà ảnh kêu là chị mà tự nhiên á ôm ảnh, rồi hai người dắt nhau vô bỏ em đứng bơ trong khi em không biết ai hết. Thì chị hiểu cảm giác một người vợ mà tự nhiên chồng mình bỏ rơi mình đứng ngoài cổng mà tự nhiên đi vô, rồi mình không có quen ai trong cái đám tiệc đó hết, thì cảm xúc nó như thế nào. Và cái vấn đề em nói ra không phải là em quy anh thích người ta, mà em nói là người ta thích anh nên
cái sự ứng xử của anh nó đủ lịch sự, không cần nhiệt tình thái quá gây sự hiểu nhầm, đặc biệt là những cô gái còn trẻ. Có những cái á, nó không phải là mình là người chủ động. Cái chân giá trị của em hiện giờ nó đang ở cái level này, và vợ em không muốn làm em sẽ bị mất những cái mà em đã gây dựng. Em mình dung không? Tại vì khi mà những cái không đáng để mà mình chọn lựa thì mình phải chọn lựa cái gia đình mình hơn chứ. Quan trọng là hai vợ chồng phải đồng điệu với nhau trong cuộc sống. Em nói với chồng em á, đừng khẳng định em ghen nữa, bởi vì em không hề ghen, mà em cảnh báo anh để có một ứng xử đủ lịch sự mà không vượt quá giới hạn để gây sự hiểu nhầm cho người khác. Tính xấu của chồng nữa. Cái nãy giờ là nói hết. Chưa. Ở dơ nữa, em kêu quá là anh đi tắm đi, ông kêu quá là ở trong nhà đâu làm gì, đâu có bụi dính đâu mà phải đi tắm. Rồi bắt đầu đi ra, cảm giác mình hôi quá, lấy dầu thơm xịt lên. Đã, em rất là nhức đầu. Hôm nay nhân sự kiện là đến với chương trình này đó, thì em cũng muốn bày tỏ một cái tình cảm gì đó. Với em thì cũng bên nhau cũng hơn 7 năm rồi. Chưa bao giờ có một cái gọi là cái gì nó đặc biệt và bất ngờ gì cho em cả. Hai vợ chồng mà cưới nhau lúc đó khó quá, nên là mua một cặp nhẫn cưới 1,6 triệu ở ngoài chợ Bà Chiểu á, đeo mãi tới giờ chưa có thay. Anh thực sự anh cũng muốn bất ngờ là sẽ mua một cặp nhẫn mới cho vợ chồng mình. Anh sẽ tặng cho em ngày hôm nay một cái nhẫn mới. Nó chỉ là một cái vật chất bình thường thôi, mà nó sẽ là một cái ý nghĩa thể hiện cái tình yêu, tình thương, tất cả những gì anh mong muốn em. Mình đang mua vậy vợ giữ hết rồi. Nói vậy chứ. Em nữa nói là thiệt. Cũng sẽ thành cùng phải trả cái thẻ này thôi. Đừng nói vậy chứ, nói vậy nó mất đi. Ai nói vậy thì biết thằng ấy sao nói vậy đấy. Nữa giờ toán thì tính sau. Anh chắc chắn rằng em sẽ mãi mãi bên anh và các con. Trời đất ơi đó. Giờ đeo nhẫn rồi, giờ có hành động gì nữa không? Ôi, cảm ơn anh. Không cả thôi. Ừ. Sao hôm đó ôm hai chồng ôm nhau được đó, trời ơi. Vậy chứ.